Mình xin chào tất cả các bạn vào buổi sáng. Mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn trong suốt thời gian qua đã xem kênh và ủng hộ mình. Thì video ngày hôm nay mình cũng lên đường để đi thăm tài lứ tàng hình mình 7 chim đêm hồi tối nha các bạn. Nói chung là ngày hôm qua mình có giăng một tài lứ 7 chim đêm, mà do cái lúc mình đi giăng á các bạn, gần chỗ đây có cái đám cưới người ta ca hát quá nên mình không có quay được cái lúc giăng nha các bạn. Thì sáng hôm nay mình đi thăm á, nếu có dính mình sẽ quay chia sẻ với các bạn. Dạo này quê mình thì ở miền Tây mùa nắng lắm, cho nên nói chung săn bắt nó cũng hơi căng nha các bạn. Nên là mình nói chung mình săn bắt đủ kiểu á, tới mùa con gì thì mình đánh con đó. Quê mình thì ở miền Tây, hiện bây giờ thì nông dân mình cũng xạ lúa rồi nha các bạn. Năm nào cũng vậy, tới khi mà nông dân mình xạ lúa vụ 2 á thì quê mình á thì sẽ có những con gà đồng, gà gà nước đó nha các bạn, có khi có dùng kêu cúm núm đó với cò đỏ, nó có về di cư một số bạn, nó về nó ở mấy miếng ruộng này đó. Thì mình năm nào tới mùa cũng vậy, mình cũng hay đón hướng để mình giăng lắm nha các bạn. Chứ mình ở đây thì mình đánh lưới tàng hình nha các bạn, mình không có thỏ lo nha các bạn. Để có nhiều bạn cũng hay, mấy năm trước mình đánh á, có nhiều bạn cũng hay hỏi mình á là xin tiếng chim á, mình thì mình không có thỏ lo nha các bạn, mình chỉ đón hướng chim bay mình căng lưới thôi nha các bạn. Thì nói chung là chỉ được có mùa này hả các bạn ơi. Còn mà muốn đánh con chim mỏ nhát á là phải tầm cỡ tháng vụ lúa 3 ở quê mình nha các bạn. Vụ lúa 3 là tầm tháng 8 tháng 9 các bạn, mùa nước nổi lên á. Lúc đó nông dân thu hoạch lúa rồi đã để gà đó các bạn thì nó mới có nghe bạn. Còn mùa này đặc biệt là không có nghe bạn, mùa này chỉ có gà đồng với mà cò đỏ thôi bạn. Nhưng mà gà đồng quê mình giờ cũng hiếm lắm, thì lâu lâu nó cũng dính một hai con vậy chứ nó cũng không có được nhiều nghe bạn. Rồi bây giờ thì mình cũng ra sắp tới điểm rồi, để giờ mình chở máy lại mình mời các bạn trải nghiệm cùng mình tham tài lứ tàng hình mình bẫy gà đồng với cò đỏ đó, thử coi có dính không nghe bạn. Từ đường lộ mình vô tới đây mình kiếm được cái bãi là tầm 200 mét đó bạn. Cái bãi này thì năm ngoái mình cũng đánh rồi nha các bạn. Do quê mình á, đây mình giăng ở trên cánh đồng lúa nè bạn. Mình chỉ đón hướng chim bay á, cho nên mình không có hỏi lo đó. Nên mình kiếm mấy cái miếng nào có cái bờ, miếng đất nào mà có cái bờ giăng giữa các bạn, có đường ra đi ngang được á, mình mới căng được nha các bạn. Tại mình không có hỏi lo á. Còn khu vực đây toàn là vườn không bạn ơi, hai bên là vườn. Miếng đất này lớn lắm nha các bạn. Miếng đất này nó chung dài thăm thẳm vô chổng tới mấy chục công vô chổng. Miếng đất này thì của ông chú mình. Nó cái bãi này thì năm nào mình cũng đánh hết ha. Năm nào cũng tới mùa này thì ông chú mình ông hay dẫm lúa hoặc là ông đi rửa đồng á, ông thấy nó có bay thì ông kêu mình lại căng lưới tàng hình bẫy nha các bạn. Ông đi khi ông gặp gà đồng bay, ông gặp cò đồ bay á thì ở ngoài khỏi cái chòm cây bên đó có một cái bệ, mình đón mấy cái con gà đồng với cò đỏ là nó sẽ tự dưới bệ đó nha các bạn. Khi mà có lúa rồi nó sẽ lên trên đây nó kiếm ăn nè các bạn. Nó sẽ bay qua bay lại cái bờ ranh giữa nè. Tại ở đây quê mình thì miếng đất thường thường là dài 500 mét nhưng mà ít có khi nào mà có được cái khu nào mà có cái bãi vậy nha các bạn. Có cái bờ ngang vậy nè, mình dễ đánh hơn, được mình căng ngang ruộng đó các bạn. Còn thông thường thì lúa không mình đâu có xuống dưới được. Đây là bao la là lúa không mà. Nguyên miếng đất lớn. Bãi này năm ngoái mình đánh cũng bắt được mấy con gà đồng mà. Thì ta lứ mình lần trước nè bạn, mình thấy có dính mấy con cò các bạn. Ta lứ này nó của mình á, thì cây sào của mình tầm 6 mét nha các bạn, mình bóp tùng rồi còn tầm 4 mét rưỡi đó. Ta lứ này mình chủ yếu đánh gà đồng cho nên mình đem ta lứ này ta lứ cộng to. Còn năm ngoái mình đánh ta lứ này 0.15 các bạn, năm nay mình đánh ta lứ này 0.18 đó. Ta lứ này thì nó cao, nó dài 40 mét nha các bạn. Đây, đây là người ta kêu lưới tàng hình đây nha các bạn. Nhiều khi mình đưa kế bên bạn mới nhìn thấy được. Lưới này là không chỉ sợ chỉ là 0.18 nha các bạn. Tấm này là 4 túi. 4 túi hồi nghe ổng kiên lửa các bạn ơi. 4 túi 4 túi 5 viên. Đây mình thấy dính treo lủng lẳng trên đá các bạn, cò đỏ nha các bạn. Ha, con còn gà đồng bạn ơi. Dưới đó kìa. Nãy mình ngồi ngay đó nghe chăng ổng kiên lửa. Để mình bắt mấy kiên lửa các bạn. Con gà đồng đá không bạn. Còn đây cò nha bạn. Treo lủng lẳng trên đây nữa nè. Này ngay chăng hướng mặt trời mình quay có chối các bạn thông cảm ha. Đây con nữa nè bạn ơi. Ngon lành, để mình dán lưới mình chui nha. Tại mình căng ngang cái bờ rồi. Thì hành trang mình đây nha bạn. Một cái túi với cái vỏ thôi chứ không gì bạn ơi. Con gà đồng này nghe đã quá bạn ơi, con này còn mái. Nói chung quê mình ở miền Tây giờ cái loại gà đồng này nó cũng hiếm lắm nha bạn.
gà đồng này nè. Giờ nó cũng hiếm lắm. Con này cũng bự hung các bạn, gà mái này tầm 200-300 g, 200 g, 250 g hết mức. Gà đồng này thì quê mình giờ hiếm lắm, còn cò đỏ lại gan các bạn. Còn mình không, thường tới mùa mà vụ lúa ba ở quê mình là tầm tháng 8-9 các bạn. Thì mình hay đi đánh những cái con chim dễ dung bạn, có khu kêu chim dễ dung, có khu chim mỏ nhát, cà cuốc đâu bạn. Thì cỡ đó mình đánh mới được nhiều nha các bạn. Còn giờ như ruộng lúa ta xạ gì hết, mình đâu có lậu dưới ruộng mà đánh được nha các bạn. Cho nên mình kiếm mấy cái miếng mà có bờ vậy nữa. Mình đánh thì ít có điểm để đánh được lắm. Ngon lạnh bạn ơi, dính thấy ham không bạn. Mấy con này là nói chung khi nước dừa là hết bài nha các bạn. Mình mê nhất là ăn gà đồng này nè các bạn. Mình đánh chủ yếu kiếm gà đồng này nè các bạn. Gà đồng này có giá trị nha các bạn. Nói chung quê mình là gà đồng này giờ là mắc nha các bạn. Tại giờ bây giờ nó cũng hiếm lắm bạn ơi, nó ít chứ không phải như ngày xưa nữa nghe các bạn. Gà đồng này giờ quê mình là lâu lâu mới gặp được con. Tới mùa nó mới có thôi chứ còn bình thường cũng đi ít gặp được nó. Con này gà mái, khu này gì là con gà trống nha các bạn. Mình hy vọng con gà trống nó bay tới bay lui nó sẽ dướng lưới mình. Thì cách mình bẫy lưới tàng hình này cũng đơn giản bạn ơi, mình chủ yếu là mình đón cái miếng nào có, thông thường mấy miếng chủ ruộng này có thì chủ ruộng hay cho mình hay lắm, nhưng mà mấy miếng nào có bờ gian giữa thì mình mới đánh được. Đây mấy con cúm núm nè các bạn, nói chung là nó xuống lúa này nó cũng bẻ tâm dữ lắm nha các bạn, bẻ tâm là cũng hư lúa đó, cho nên chủ ruộng gặp là cũng hay kêu mình. Dài dài đây cũng dính nữa nè các bạn, dính đây con cò này, cò đỏ nha các bạn. Hồ gơ dính dê dằn lưới, nói chung các anh em dằn lưới không ai thích con này nha các bạn. Con này nè, nói chung nó dính, nó cắn lũng lưới mình chân. Đây nè, cắn nè, lưới này mà sợ 0.18 mà nó cắn cỡ này nữa bạn. Cắn lỗ chạy quầy nè. Mình quay hướng này hơi chói chói các bạn, chắc hơi khó xem. Bạn cắn lỗ lũng mà lớn. Thôi ơi, dính mang cọ nằm dưới ruộng luôn kìa bạn. Treo lũng lẳng ở trên kìa. Thôi ơi, hư chỗ này 2-3 con bạn ơi. Viền sụp xuống tới dưới nè. Đây con nữa nè bạn. Đây con nữa nè. Dưới đó ăn con nữa kìa bạn. Đằng đó hai con nữa kìa. Cò đỏ nha các bạn. Cò đỏ nói chung mùa này quê mình nó cũng mập lắm bạn ơi. Quê mình là cỡ này là đầu mùa nha các bạn. Con cò thì nó hung lắm, mình ít lại gần nó nó hay mổ lắm các bạn. Nó la vậy trời. Ngon lạnh bạn ơi, mình mê nhất là ăn gà đồng nha các bạn. Để lại mình gỡ gà đồng này thử coi. Lưới tàng hình này thì nói chung mình một tay muốn gỡ cũng hơi bị khó nha các bạn. Gỡ thử gà đồng này coi được không nha các bạn. Tại nó dính vô lưới nó quắn dữ lắm mà. Bác của các bạn cũng biết là lưới tàng hình mà. Nó quắn là nùi nùi. Con này con gà mái phải được, gà trống ngon quá nha các bạn. Mấy gà trống thì sẽ có mòng đỏ. Mà nói chung mùa này á, ở miền Tây mình á là chưa có mưa mùa khô các bạn. Nó cũng chưa có mòng hung nha các bạn. Mấy gà trống dù cho nó có dính đi mình đón nó cũng chưa lên mòng đâu. Khi nào mà trời mưa xuống bạn, tới mưa xuống á, mưa xuống vài đám ha, mấy gà mòng nó dưới bệ nó lên mới mạnh. Còn giờ nhiều khi trời nắng quá đó, cái con gà nó cũng không chịu lên lúa nghe bạn. Nó cũng lên vậy mà nó lên không mạnh hung á. Mưa chừng vài đám đi bắt đầu là nó lên lúa mạnh, lúc đó mình đánh có khả năng dính được nhiều mà cũng hên xui. Tại vì do mình không có thỏ lo đó. Mình thì nói chung là thức đêm dở lắm mà không có sức khỏe để thức đêm, nên mình chủ yếu săn bắt cái gì săn bắt ban ngày không à. Còn như lưới tàng hình này đó giờ mình đánh là không khi nào mình thở lo mà cũng không khi nào mình ngủ dữ chứ. Mình để đại tới sáng lại dính được nhiều dính nha các bạn. Tối có bữa mình đi thăm, có bữa mình không đi thăm nữa. Còn như trái ta lưới này thì hồi đó mình đánh chuyện qua mà tối mình không có thăm luôn. Mình bỏ tới sáng luôn nè. Tới sáng thì nó dính đâu cũng cả chục con như nha các bạn. Mà được có con gà đồng hình như mấy con kia, mấy con cò hả gì bạn ơi, chục con, 7-8 con, 5-6 con gì đó. Để hôm mình coi hình như 6 con, 7 con gì cũng không nhớ nữa. Giờ cái con này một tay mình cũng gỡ không được nữa. Thôi đồng có dính nhiều bạn, đồng đó dính 4 con, 5 con gì, 6 con gì đó. Đây một con nữa. Rồi bây giờ mình cũng ngưng máy cái nha các bạn. Mình ngưng máy cái mình gỡ mấy con chim này ra nha các bạn. Chứ giờ mình có con tay á, mình đi có mình à, mình có con tay thì mấy con này cũng hơi khó gỡ, thì các anh em đồng nghiệp cũng thông cảm ha, cũng nhìn cũng biết rồi, lưới tàng hình này mà một tay mình rất là khó gỡ nha các bạn. Rồi xong á mình gỡ xong rồi mình sẽ quay cái thành quả mình giăng ta lưới tàng hình đánh chim đêm hồi tối nha các bạn. Nói chung là quê mình giờ là đầu mùa nha các bạn. Năm ngoái năm nay là mình mới đánh mẻ lưới này là đầu mùa luôn đó.
Rồi giờ để mình gỡ ra các bạn ơi. Con này cũng ngon nha các bạn. Con này mà nấu cháo đậu xanh là còn gì bằng. Mấy con này thì xương nó giòn lắm bạn, nên là nhà hàng ưa thích con này lắm ha. Bây giờ giá trị của mấy cái con này là nó có giá trị lắm, mà quê mình thì ít quá. Mình thấy có mấy quê của mấy anh em đồng nghiệp đồ, mấy khu nào mà còn gừng tràm nhiều á, mấy anh em đánh có khả năng trúng nhiều á. Còn mình ở đây thì ở đồng bằng, cho nên thì nó cũng ít có gà đồng nhiều mấy bạn. Tại có thì mấy đồng nghiệp mình á, nhiều khi ban đêm túc á, kiết nó cũng thổi lo đồ đó, kiết nó cũng giảm rồi. Còn mình á thì mình giăng ở đây mình không có thổi lo, mình chỉ đón hướng chim bay, mình căng ngang vậy thôi nha các bạn. Thì mấy cái miếng nào mà năm nào nó có rồi là nó có về hoài nha các bạn. Giống như miếng này là năm nào cũng vậy, mình lại mình giăng là nó dính vài con là có hoài nha các bạn. Vài con gà đồng nha các bạn, còn cò thì dính nhiều. Quê mình thì cò đỏ còn nhiều, còn gà đồng này thì giờ nó hiếm lắm rồi. Rồi, bây giờ để mình gỡ ra bạn ơi, chứ giờ một tay là xử lý không được rồi. Để mình gỡ ra rồi mình vô chỗ nào mát mát á, mình quay thành quả bạn xem. Mình cũng vừa gỡ mấy chim xong nha các bạn. Thì mình qua bên đây có cái bờ mít với bờ đu đủ bên đây, thì mình ấy mát bạn ơi. Nói chung là trời quê mình mới 7 giờ mấy mà nắng quá nắng nha bạn, nắng kinh á. Vô đây có bông gâm, mình sẽ tổng kết thành quả chuyến lễ thẩm mình thăm cái ta lưới tàng hình hồi đêm hôm nha các bạn. Mấy con cò thì mình lại gặn nó hung lắm nha các bạn, cho nên mình ngồi xa xa. Đây thành quả của mình đâu được một chục con cò bạn ơi, chục con cò với con gà đồng nha các bạn. Cũng ngon lạnh bạn ơi, đánh con tay một hả. Mình thì ở đây nói chung là mình thổi lo, mình không có thổi lo, tại vì do mình không có sức khỏe để thức đêm các bạn, nên là mình đón mấy khu nào mà nó có, giống như mấy cái khu đây á thì ông chủ ruộng đây là của ông chú mình các bạn. Giờ này thì cũng đang dặm lúa bạn kìa, thì ta lưới mình cũng căng kế ổng đó, ta lưới mình căng ngang bờ ngang đó đó. Thì ổng năm nào á mà ổng đi dặm lúa, ổng thấy có cò hoặc là có gà nước á nó bay thì ổng hay kêu mình, nếu mà kêu mình để đánh lưới lắm các bạn. Nên năm nào ở cái nói chung cái diện tích đất này mình cũng có đánh chứ, tại nó có bờ ngang đó mình dễ đánh. Còn mấy khu khác thì người ta nguyên miếng đất dài không mà không có bờ ngang, mình khó đánh nha bạn. Còn miếng này thì dễ hơn, với của ông chú mình cũng dễ nữa. Thì thành quả đây một con gà đồng, một con gà đồng với đâu 10 con cò đỏ. Gà đồng thì nói chung quê mình giờ cũng hiếm lắm, lâu lâu mới có một hai con bạn ơi, chứ không có được nhiều. Mình không lại gần mấy con cỏ được, mấy con cỏ hung lắm mà, lại nó mổ được á. Có gà đồng này, dòng này thử hiền nữa các bạn. Con này thì con mái nha các bạn, con này chắc mình đoán tầm 250g thôi chứ không được 300g quá. Quê mình thì giờ mấy con này đang có giá trị nữa các bạn. Mà tại quê mình ít á, mình săn bắt nó không có được nhiều. Chứ mình ở đây thì mưu sinh nghề săn bắt nha các bạn. Nói chung mình săn bắt quanh năm, hết mùa con này tới mình bắt con kia chứ nha các bạn. Thì mình cũng mong các bạn xem kênh và ủng hộ mình ha. Tại săn bắt mà mình săn bắt một thứ hoài thì cũng không có đâu bắt được hoài các bạn. Giống như quê mình là hiện giờ là ở miền Tây nè các bạn, mùa nắng khô này nè. Mà có nhiều anh em hỏi sao mình không đi bẫy gắn trả lại thì các bạn cũng biết rồi đó. Nói chung là bẫy gắn bây giờ là căng lắm nha các bạn. Nếu mà mình đi thăm 10 cử ha, mình bảo đảm luôn các bạn trúng giỏi lắm chừng 3 cử. Mà nói trúng là giống như là dính được chừng 2-3 kg, đặt chừng 40-50 cái bẫy dính chừng 2-3 kg là nó trúng đó các bạn. Chứ bình thường là mình thấy tỷ lệ thắt là rất là cao nha các bạn. Cho nên thì mình sẽ chuyển sang săn bắt con khác, giống như mình bẫy bìm biệp hay là mình đánh lưới tàng hình này bằng đánh chim đêm, hay là mình đi nói chung là bẫy bìm biệp. Và nhiều khi mình nói chung săn bắt đủ kiểu đó bạn ơi. Mình thấy cái mình đi giống như mình đi săn bắt này nè, mình đi dài dài mình thấy có cái gì mà săn bắt được thì mình săn bắt nha bạn. Rồi mình đi túc ít động nữa nha bạn, thì hổm gài nói chung mình đi túc ít động cũng xuyên suốt bạn ơi. Mình đi dọ mấy điểm nào mấy vuông cá đâu đó, có ai mà cho nước vô rồi chủ vuông gọi mình thì mình cũng đi đánh ếch gì nha các bạn. Thì tuy rằng đánh ếch thì năm nay mình đánh nó cũng không có trúng như mấy năm trước bạn ơi. Nói chung một đêm cũng 4-5 kg, 3-4 kg, 3 kg ngoài 4 kg. Nhưng mà số ếch thì mình về mình bán cũng đủ trang trải cuộc sống gia đình các bạn. Tại vì đối với ở quê mình, còn khi nào nó thắt thì mình cũng giống như dính ít thì nó hơi thắt thì mình cũng có ăn nha các bạn, cũng cải thiện được bữa ăn gia đình, mình khỏi đi chợ, khỏi tốn tiền. Rồi, nói chung là thành quả bữa nay chỉ được một chục con cò nha các bạn, một chục con cò với một con gà đồng. Hay thành quả của mình đây. Bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Nếu các bạn có xem kênh mình thì cũng nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ gì nha các bạn, để mình có động lực đó mình làm nhiều video về đề tài săn bắt hơn. Thì mình cũng máy bay các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video sau.